Xin chào tất cả các bác. Hôm nay Kiên xe đạp bên em có một đơn đi, đơn này là đi Vĩnh Long, đi Vĩnh Long đua CR10 là 6.6. Hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng cho các bác đây. Đua CR10 giá 6.6 đi Vĩnh Long. Hôm nay là 23 tháng 5 2022, hiện tại em đang ở đưa của Viettel để gửi hàng đi cho các bác. Xong rồi